Trên gỗ bùi da xin kính chào quý khách Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị tác phẩm Phú Quý Hữu Dư Tại sao tác phẩm này nói về cá chép và hoa sen lại có tên là Phú Quý Hữu Dư Thì trên tác phẩm quý vị đang nhìn thấy là bố cục của 9 con cá chép hay còn gọi là kiểu ngư đồ Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi còn phối thêm với hoa mẫu đơn ở bên trên à, Quý vị nhìn thấy cánh hoa mẫu đơn chúng tôi đục ở rất là sâu và rất là mỏng. Hoa mẫu đơn còn tự được gọi là quốc hoa của Trung Quốc hay còn gọi là mẫu hoa của thiên hạ. Và hoa mẫu đơn thì tượng trưng cho phú quý, tượng trưng cho những điểm lành. Và chính vì nó tượng trưng cho những điểm lành và phú quý như vậy, cho nên là khi phối hợp với lại cả âm ngư trong uh, tiếng án việt nó sẽ đầm âm đồng âm với chữ dư trong từ dư giả và hoa sen còn được gọi là liên hoa uh, liên hoa thì ở đây nó mang cái chữ liên trong cái âm là liên tiếp nối tiếp nhau uh, liên miên mãi mãi vậy nên là khi phối hoa sen cá chép và hoa mẫu đơn thì sẽ ra được tác phẩm phú quý hữu dư Vậy nên là tranh gỗ Bùi Gia đặt tên cho tác phẩm này là Bức tranh Phú Quý Hữu Dư Để nói lên một là đem lại sự may mắn, đem lại sự thành công Và đem lại những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống Và ngoài ra thì những gia đình có con đang đi học hoặc là gia đình đang làm ăn và treo những cái tác phẩm tranh như này thì cũng sẽ giúp cho công việc làm ăn học hành của các bé cũng sẽ được tốt hơn và gia đình thì ngày càng làm ăn được phát triển và tác phẩm này chúng tôi làm trên nền gỗ pơ mu thể hiện được rất nhiều những cái đường nét rất là sâu ví dụ như là con cá thì chúng tôi làm được đầy đủ những cái phần chi tiết ở bên trong bên ngoài mặt trên mặt dưới quý vị có thể nhìn thấy những cái vây ở phía dưới chúng tôi cũng làm rất là sâu rồi cành hoa sen được kênh bong lên ở bên cạnh đó làm những cái chỗ rách hoặc là những cái giọt nước để đem lại một cái cảm xúc rất là tự nhiên và hài hòa cho tác phẩm và tranh gỗ bùi gia xin trân trọng giới thiệu tới quý vị tác phẩm phú quý hữu dư và xin gặp lại quý vị quý vị đừng quên nhấn theo dõi hoặc là đăng ký dưới clip trên kênh youtube của chúng tôi để cập nhật những mẫu tranh mới nhất và đẹp nhất tranh gỗ bùi da thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị